Cô gái 18 tuổi hát giống Phi Nhung khiến Đại Nghĩa nghẹn ngào trên ghế nóng. Phạm Kha Thi gây ấn tượng vì giọng hát có nét giống với ca sĩ Phi Nhung tập 5 biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của dàn thí sinh gồm Trọng Bằng, Phạm Kha Thi, Trần Hùng Tuấn. Đảm nhận vai trò giám khảo là ca sĩ Đoan Trang, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và MC Minh Đức. Mở đầu bài thi, thí sinh Phạm Kha Thi hát giọng thật với ca khúc Bóng Cây Cơ Nia. Dù là ứng viên nhỏ tuổi nhất song cô khiến bộ ba giám khảo trầm trồ vì giọng hát cao cùng khả năng làm chủ sân khấu. Đại Nghĩa thừa nhận, bó tay, không thể dự đoán được ca sĩ mà Phạm Kha Thi sẽ biến hóa. MC Minh Đức dự đoán thí sinh 18 tuổi giả giọng ca sĩ Thu Minh, còn Đoan Trang cho rằng đàn em sẽ hóa thân thành Minh Tuyết. Sau đó, Phạm Kha Thi trở lại sân khấu thể hiện ca khúc Điệu Buồn Phương Nam. Chất giọng ngọt ngào giống với cố nghệ sĩ Phi Nhung của cô gái 18 tuổi khiến Đại Nghĩa rưng rưng trên ghế nóng. Trong khi đó, giám khảo Minh Đức xúc động đến mức quên luôn việc chấm điểm. Cô Phi Nhung là thần tượng của con. Nhắc đến cô, con nhớ nhất là ca khúc này nên muốn truyền tải đến mọi người, nữ thí sinh tâm sự. Dàn giám khảo hào hứng với màn thể hiện của nữ thí sinh giám khảo Minh Đức bày tỏ, tôi xúc động vì Kha Thi khiến tôi nhớ lại người bạn thân thiết của mình. Phải dành lời khen vì bạn có một màn biến hóa bất ngờ. Bên cạnh những đoạn giống, có những đoạn bạn vẫn chưa thể hiện rõ nét. Tuy nhiên nhìn chung, đây là màn trình diễn rất thành công. Vì tôi đã gặp nhiều người hát giống Phi Nhung, nhưng đa số chỉ hát được giống vài câu thôi, còn hát cả một bài thì chưa có ai làm được điều này hết. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa liên tục dành lời khen cho phần biến hóa độc đáo của Phạm Kha Thi. Anh nói, Điều Buồn Phương Nam vốn dĩ là một bài hát rất khó và phải hát làm sao cho giống với ca sĩ Phi Nhung lại càng khó hơn. Tôi thấy bạn hát ở những câu mang dấu sắc, cách ngân nga và nhã chữ thì nghe rất giống. Tuy nhiên ở những đoạn còn lại vì bạn hát giọng gió hơi nhiều nên nghe chưa giống lắm. Về phía Đoan Trang, nữ giám khảo nhận thấy sự cố gắng, nghiên cứu kỹ cách hát của Phạm Kha Thi với màn hóa thân thành cố ca sĩ Phi Nhung. Trong đó, có những câu hát khiến nữ giám khảo bất ngờ vì quá giống như cháy lên trong dạ, muôn ngàn tâm sự. Với phần thể hiện này, cô gái 18 tuổi nhận được 12 điểm bình chọn từ 3 giám khảo.